Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 7, cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân. Nhà thờ đầu tiên ở Nhật Bản kỷ niệm 150 năm thành lập. Hơn 1.000 người cung kính thánh thể đến các nhà thờ lịch sử. Và một đảo ở Indonesia sẽ trở thành điểm hành hương Công giáo quốc tế. Sau đây là phần tin chi tiết. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 7, cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân. Chiều ngày 2 tháng 7 năm 2024, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7. Trong tháng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin cho bí tích sức dầu bệnh nhân ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 là cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân, trong đó Ngài nhấn mạnh về ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, sức dầu bệnh nhân không phải là bí tích chỉ dành cho những người sắp chết. Chúng ta hãy nhớ rằng bí tích sức dầu bệnh nhân là một trong những bí tích chữa lành, phục hồi, vốn chữa lành tinh thần. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng khi linh mục ban bí tích sức dầu cho người bệnh, có nghĩa là họ sắp từ giã cuộc đời. Khi linh mục rời đi thì dịch vụ tang lễ sẽ đến. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các bí tích của giáo hội là những món quà, những ân sủng. Đó là những cách thế Chúa Giêsu dùng để chúc lành, nâng dậy, đồng hành, an ủi chúng ta. Do đó, khi linh mục ban bí tích sức dầu là mang lại an ủi cho những người bệnh và những người thân của họ. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện để bí tích sức dầu ngày càng trở nên một dấu chỉ hữu hình về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng cho mọi người. Bởi vì trong những khi đau đớn và bệnh tật, thật tốt khi chúng ta biết mình không đơn độc. Cha Frederick Fornos, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng nhận định, với sự hiện diện của linh mục và những người khác, toàn thể cộng đoàn Kitô giáo nâng đỡ người đó bằng lời cầu nguyện, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của họ, bảo đảm với họ và gia đình họ rằng họ không đơn độc trong đau khổ. Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và nếu chúng ta nghĩ rằng họ đang phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo hoặc họ đã già và yếu, chúng ta đừng ngần ngại đề nghị họ lãnh nhận bí tích an ủi và hy vọng này. Nhà thờ đầu tiên ở Nhật Bản kỷ niệm 150 năm thành lập. Vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ Tsukiji, nền tảng của di sản công giáo tại Tokyo, đã diễn ra thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 150 năm thành lập. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi chủ sự. Nhà thờ Tsukiji, hay còn được gọi là nhà thờ cổ Thánh Giuse, là nhà thờ công giáo đầu tiên ở Tokyo, Nhật Bản. Nhà thờ được thành lập vào tháng 11 năm 1874 bởi Hội Truyền giáo nước ngoài Paris, một tổ chức truyền giáo công giáo Roma. Nhà thờ ban đầu được sử dụng làm nhà thờ chính tòa cho giáo mục Tokyo, đánh dấu trụ sở của giáo phận Tông tòa Bắc Nhật Bản. Với việc thành lập Tổng giáo phận Tokyo vào năm 1891, nhà thờ Tsukiji hoạt động như một nhà thờ chính tòa cho đến năm 1920. Sau đó, địa vị nhà thờ chính tòa được chuyển giao cho nhà thờ Sekiguchi hay nhà thờ chính tòa Thánh Maria. Nhà thờ đã bị phá hủy trong trận động đất lớn Kanto năm 1923 và sau đó được xây dựng lại vào năm 1927. Thiết kế của nhà thờ lấy cảm hứng từ nhà thờ Thánh Madalena ở Paris, phản ánh cấu trúc cổ điển của một ngôi đền Hy Lạp cổ đại với mặt tiền có 6 cột Doric và một đầu hồi được trang trí bằng các tác phẩm chạm khắc hoa loa kèn và hoa hồng. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1999, nhà thờ Tsukiji được công nhận là một trong những công trình lịch sử của Tokyo. Chia sẻ trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Kikuchi lưu ý rằng, nhà thờ Tsukiji được thành lập trong thời kỳ mà người theo đạo Thiên Chúa vẫn còn khó có thể hoạt động tự do. Mãi đến năm 1873, lệnh cấm đạo Thiên Chúa mới được dỡ bỏ. 150 năm trước, cả những nhà truyền giáo và các tín hữu hẳn đã phải đối mặt với những khó khăn mà chúng ta ngày nay không thể tưởng tượng được. Đứng trước những thách thức rộng lớn hơn của xã hội, Đức Tổng giám mục Kikuchi nhận xét rằng, giáo hội công giáo tại Nhật Bản đang phải vật lộn với các vấn đề như dân số suy giảm và xã hội già hóa. Lấy tấm gương hy sinh của các nhà truyền giáo đầu tiên đã truyền bá Kitô giáo giữa sự đàn áp bằng cách kiên trì tiến về phía trước, Đức Tổng giám mục thúc giục các tín hữu công giáo hãy tiến về phía trước với thái độ tích cực. Hơn 1.000 người cung kính thánh thể đến các nhà thờ lịch sử.
Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 6 vừa qua, hơn 1.000 người Công giáo đã rước mình Thánh Chúa qua những con phố náo nhiệt ở trung tâm thành phố Nashville, Tennessee để mang Chúa Kitô đến thành phố âm nhạc và cầu nguyện tại các nhà thờ lịch sử của thành phố. Mặc dù thời tiết rất nóng nực, nhưng đoàn rước với các gia đình có trẻ em, học sinh trung học, cả người lớn tuổi và trẻ tuổi và các nữ tu đa minh từ nhà mẹ thánh Cecilia địa phương đã cùng nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể qua nhiều khu phố trong và xung quanh khu vực trung tâm thành phố trên đoạn đường dài gần 2,5 km. Đoàn rước đi qua các địa điểm biểu tượng ở trung tâm thành phố Nashville, First Avenue, trung tâm của các quán bar ở Music City. Ngoài việc đi vào trung tâm thành phố, đoàn rước còn đưa các tín hữu đến ba nhà thờ Công giáo có tuổi đời hơn 130 năm như nhà thờ Đức Mẹ Bảy Sự được xây dựng vào năm 1845, nhà thờ Công giáo Assumption được xây dựng vào năm 1858 và nhà thờ Công giáo Thánh Patrick được xây dựng vào năm 1889. Đoàn rước dừng lại để tôn thờ tại cả ba địa điểm. Đoàn rước cũng đi lên đồi Capitol ở Nashville, đi qua gần tòa nhà Quốc hội tiểu bang Tennessee. Cuộc rước kiệu hôm thứ Sáu là một phần của cuộc hành hương Thánh Thể toàn quốc, là sáng kiến của phong trào phục hưng Thánh Thể toàn quốc của các giáo mục Công giáo Hoa Kỳ, một nỗ lực nhằm giúp nuôi dưỡng sự hiểu biết và lòng sung kính sâu sắc hơn đối với mầu nhiệm Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Cuộc hành hương bắt đầu vào lễ ngũ tuần theo bốn lộ trình xuất phát từ bờ biển phía đông, phía tây và biên giới phía bắc và phía nam. Các đoàn hành hương sẽ tham gia hàng trăm sự kiện dọc theo lộ trình của họ trước khi tụ họp tại Indianapolis vào ngày 16 tháng 7 để tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc gia. Tuyến đường dừng lại ở Nashville là tuyến đường Thánh Juan Diego bắt đầu từ Texas và đã đi qua Louisiana, Mississippi, Alabama và Georgia. Tuyến đường này rời Tennessee và hiện đang đi qua Kentucky trước khi đi vào Indiana. Một đảo ở Indonesia sẽ trở thành điểm hành hương Công giáo quốc tế. Với sự hỗ trợ của chính phủ trong việc thúc đẩy du lịch tôn giáo, Giáo hội Indonesia lên kế hoạch để hòn đảo Flores trở thành điểm hành hương Công giáo quốc tế. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Sandiaga Uno đã nhấn mạnh, đảo Flores nổi tiếng với lịch sử và di sản Công giáo. Flores cũng được gọi là đảo truyền giáo, có tiềm năng và sức hút đối với khách du lịch tôn giáo, đặc biệt qua sự hội nhập văn hóa của giáo hội Công giáo và văn hóa cộng đồng địa phương. Ông lưu ý rằng, sự hội nhập văn hóa này không chỉ thúc đẩy du lịch hành hương tôn giáo, mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo tồn văn hóa. Tại Indonesia, Semana Santa, Tuần Thánh, là một sự kiện Công giáo lớn và lâu đời nhất được diễn ra hàng năm. Theo truyền thuyết và lịch sử kể lại, vào năm 1510, sau khi Đức Mẹ hiện ra với một thiếu niên trên bãi biển và tiết lộ danh tính được viết trên cát, ta là nữ vương Mân Côi, một tượng Đức Mẹ bằng gỗ giặt vào bờ biển Narantuka. Mặc dù cuộc hiện ra chưa được tòa thánh công nhận, nhưng đây là thị kiến đầu tiên được ghi chép trong lịch sử Indonesia về Đức Trinh Nữ Maria. Sau Semana Santa, lễ hội Balenasi cũng diễn ra ở Flores để giới thiệu các kỹ năng và nghề thủ công của hơn 1.500 thợ dệt sống ở phía đông hòn đảo, nơi thu hút cả khách hành hương tôn giáo và văn hóa. Chính phủ Indonesia cũng bày tỏ sự ủng hộ để thúc đẩy du lịch ở Labuan Bajo, một thị trấn đánh cá ở phía tây Flores. Lễ hội Golokwe do giáo phận Ruteng tổ chức hàng năm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 8. Ngoài cử hành thánh lễ và cuộc rước Đức Mẹ lên trời, Golokwe còn có các cuộc biểu diễn âm nhạc, nhảy múa truyền thống trên đường phố, cùng với cuộc triển lãm văn hóa và nghệ thuật ẩm thực diễn ra trong suốt sự kiện kéo dài 6 ngày. Đức cha Cyprianus Hotmas, giám mục Ruteng cho biết, giáo phận đã thiết kế và tiếp tục thúc đẩy du lịch toàn diện trong khu vực. Du lịch phải được xây dựng và phát triển từ cội nguồn văn hóa và tâm linh địa phương. Trang web của giáo phận tuyên bố lễ hội Golokwe được đưa vào danh sách sự kiện thu hút quốc gia năm 2024 của Indonesia, chính thức đưa lễ hội trở thành một dự án du lịch hợp tác với Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia. Chính phủ còn mời gọi giáo hội cộng tác và lên kế hoạch thúc đẩy các chuyến viếng thăm các nhà thờ khác trải khắp hòn đảo bằng cách phát triển các tuyến hành hương Công giáo để thu hút khách du lịch tôn giáo Indonesia cũng như quốc tế từ các nước láng giềng như Philippines, Malaysia, Ấn Độ và Singapore. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Si Tư Tản Mạn Radio được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh Podcast, YouTube, Facebook và SoundCloud Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý vị, tháng 7 chào đón chúng ta bằng những cơn mưa. Phải chăng đó là những ơn lộc mà Chúa gửi đến với từng người chúng ta? Và như thường lệ, chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, luôn muốn tìm đến những câu chuyện, những suy tư cảm xúc để gửi tới quý vị. Ngay lúc này, khi nhắc tới những cơn mưa, thì người đồng hành cùng tôi, Tuyết Thương,
Có vẻ như đang rất hào hứng rồi đấy ạ. Dạ, con chào Sơn Lương và toàn thể quý vị đang nghe radio. Quý vị thân mến, không biết mọi người thì thế nào nhưng thú thực thì con rất thích mưa ạ. Bỏ qua những bất tiện khi mà mình phải đi đường này hoặc phải làm việc ngoài trời thì cảm giác như được chìm đắm vào không khí mát mẻ. Thỉnh thoảng thì ngồi lặng nghe tiếng mưa rơi thì nó phải gọi là siêu chill luôn ạ. Mà sao biết điều gì đặc biệt hơn không ạ? Điều gì vậy thương? Đó là con nghĩ đường phố thì sẽ không còn bụi nữa sơ ạ. Ừ ha, nghe cũng thú vị á. Nhắc đến mưa thì sơ thấy nó tội nghiệp cho mưa quá thương ạ. Nó luôn bị gắn mác là mang lại cho người ta chút gì đó buồn. Những ai phải yêu xa thì cảm thấy nhớ nhung nè, những ai đi làm xa thì thấy nhớ nhà nè, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà sơ cũng có chung một tư tưởng giống thương ấy, là những khi mưa là để rửa sạch tuôn những nỗi buồn này, và hồng ân Chúa đối với đức tin Công giáo thì cũng được ví tựa như là như mưa. Ôi, để nói về điều này thì con nghĩ là 100% người Công giáo chúng ta đều suy gẫm như vậy ạ. Sáng ngày hôm nay trời mưa to nên ở xứ con thì mọi người luôn truyền nhau rằng là hồng ân của Chúa xuống trên giáo xứ hôm nay nhiều lắm ạ. Ừ nhở, phải rồi đấy chứ. Sáng nay trên xứ Thụy Phương, Đức Tổng giám mục Giuse về cử hành thánh lễ nhận xứ mới đấy thương nhở. Dạ vâng ạ. Ờ, đây được coi là một dấu mốc lịch sử đối với giáo xứ ấy chứ nhở. Vì sơ nghe nói cha Quang là cha xứ tiên khởi của giáo xứ đúng không thưa? Vâng ạ, lần đầu tiên giáo xứ chúng con có cha xứ trực tiếp ở cùng và coi sóc mục vụ ạ. Mọi người thì từ cụ già cho tới các em thiếu nhi, con thấy ai ai cũng rất phấn khởi sơ ạ. Vui chứ. Thánh lễ ngày hôm nay thì con cảm thấy thực sự xúc động khi mà được lắng nghe những lời nhắn nhủ của Đức Tổng và lời chia sẻ của cha Tân Chính Xứ. Và ở trong đó con còn thấy thể hiện rõ cái sự gọi là hy sinh và chấp nhận lên đường của các ngài. Cho dù là bài sai có tới nơi đâu, những nơi khó khăn và hẻo lánh nào thì các cha vẫn một lòng vâng phục ạ. Chắc chắn rồi thương. Trong cuộc đời của người linh mục á thì không thể tránh khỏi những sự như là chuyển giao sứ vụ này, và thậm chí các cha còn coi đó là những chuyến phiêu lưu cơ thương ạ. Phải chăng thật là trùng hợp khi mà bài suy tư mà chương trình sắp gửi tới quý vị sau đây của tác giả HHQ cũng nói về sự hy sinh trên con đường bước theo Chúa. Đó còn là cả một hành trình dài nối tiếp nhau trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Bài suy tư ấy có tựa đề là Cuộc đời và những chuyến phiêu du. Kính mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc của Tuyết Thương. Nghĩ về cuộc đời của người môn đệ, tôi liên tưởng đến một từ duy nhất, lên đường. Lên đường đi ra khỏi cái tôi chật hẹp của chính mình, đến với những vùng ngoại biên, là lời mời gọi không bao giờ cũ của Đức Giê-xu đối với các môn đệ xưa và nay. Trong một cách thế đặc biệt, tôi nhận thấy rõ nét điều này trong việc chuyển sứ của một số linh mục và tu sĩ mà tôi quen biết. Nhận được bài sai chuyển đến một cộng đoàn hay giáo xứ mới, chắc hẳn mỗi người lại mang những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong bước chân xác tín của người ra đi, vẫn còn đâu đó vài tiếng nấc nghẹn ngào của người ở lại. Không thiếu sự bùi ngùi, bâng khuâng, vì có lẽ không phải cảnh vật làm nên kỷ niệm, nhưng là những người trong các mối tương quan liên vị đã góp phần làm nên một mảnh ghép trong cuộc đời của người lên đường. Trong tâm lý thông thường, người ta thường tìm kiếm cho mình một vùng an toàn và có phần ngại khi phải rời đến một nơi mà mình không quen, đặc biệt khi họ đã đến tuổi trung niên. Tuy nhiên, tôi lại nhận thấy phần khác biệt nơi những người lên đường trong sứ vụ mới. Bởi phải chăng họ đã thấm được bản chất và căn tính của người môn đệ? Cuộc đời là những chuyến phiêu du đến những miền đất lạ. Với họ, cuộc đời còn là một hành trình buông bỏ ý mình và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Tôi ấn tượng mãi lời của một vị linh mục chia sẻ với quý chức hội đồng mục vụ khi chào ngài. Xin quý ông bà đừng làm việc vì tôi hay vì bất cứ cha nào, nhưng ý thức mình đang làm việc cho Chúa. Xin tiếp tục đồng hành và cộng tác với cha xứ mới trong sứ vụ mới của ngài tại đây. Tôi nhận thấy nơi lời nói ấy là cả một sự buông bỏ và thanh thoát của cha. Sau những năm cha miệt mài, cố gắng xây dựng cộng đoàn giáo xứ, tôi cũng không quên mẩu đàm thoại của mình với một chị nữ tu khi chị nhận sứ vụ tại một miền đất xa xôi và không hề dễ dàng. Cho đến giờ phút này, chị đã tìm thấy thánh ý Chúa trong sứ vụ của mình chưa? Chị vẫn đang tìm kiếm, em ạ. Trong câu trả lời của chị,
tôi nhận thấy một sự nỗ lực và phó thác hoàn toàn trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Và chắc chắn còn nhiều những câu chuyện và những chuyến phiêu du khác của mỗi người trong hành trình bước theo Chúa. Trong ngôn ngữ Việt, từ gặp gỡ thật hay. Có gặp sẽ có gỡ, có vui mừng của phút giây tương phùng thì cũng có giọt lệ của giờ khắc chia xa. Vấn đề là ở mỗi người xác định tâm thế của mình như thế nào trước mỗi biến cố ấy. Đã là phiêu du, chắc chắn sẽ có bất ngờ. Đã là phiêu lưu, có lẽ sẽ có những khúc quanh co, trong tranh và trung trình. Nhưng có một điều chắc chắn, trên con đường phiêu lưu của cuộc đời, chúng ta không đơn độc. Chúng ta có lời Chúa như kim chỉ nam soi đường, có giáo hội với huấn quyền và bí tích, có anh chị em bên cạnh để đồng hành và sẻ chia. Và như thế, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, mỗi người sẽ viết nên câu chuyện lữ hành của đời mình, rất riêng và độc đáo dưới con mắt Chúa và tha nhân. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!